Cô xin lỗi bác, không phải là nhà cô Thu Quyến ở đâu ạ? Cô Quyến à? Thu Quyến ạ? Thu Quyến ở đối diện đường tập này, như đóng cửa đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cô cháu đi ngủ rồi đấy, cháu đi nghe là bác có biết số điện thoại của bác Kiến không? Cháu là quan hệ như thế nào? Cháu là cháu ruột. Cháu ruột à? Cháu gái của cô Thu ạ. À. Thế sao mà lại không có số điện thoại thì sao? Cháu ở xa về, nên là không có số điện thoại. Bởi vì ấy, chú có đấy, nhưng mà vấn đề là có phiền gì không? Bởi vì không biết quan hệ như thế nào mà làm phiền. Cháu nhờ bác có gọi điện bác bảo là con đứa cháu tên là Kiến, con bố mạnh không bố nhặt thì có gặp đâu thì bác gọi con cháu nếu mà bà. Ok. Dạ vâng, bác hộ cháu hết. Cháu chờ tí. Cháu vào nhà ngồi đi. Vào trong nhà ngồi đi. Không phải được. Cháu kéo ghế đây, tạm lên ngồi đây đây, ghế này trong đây. Dạ, cháu tạm đi đây. Cháu tạm đây. Vì bây giờ cháu mất số, đi xa về mất số á. Ừ, đây đây cháu ngồi đây, đang ngồi đây. Để ngồi sau lưng cho các thanh chuyện đó. Bác đang rửa tay. Bác đang rửa. Cháu ở mãi đâu? Cháu ở Quảng Yên ạ. Quảng Yên thì là đâu có... Không, cháu ở xa về, quay cháu ở Quảng Yên. Thế bạn đang hỏi cháu là ở đâu về? Vâng, tức là có cái gì với con bố mẹ, mẹ Yên. Cháu ở đâu về? Cháu ở bên Hàn Quốc. À, thế là... Cháu ở bên Hàn cháu Yến hả? Con bố Mạnh hả? À đúng rồi đấy ạ. Sao bác biết hả? Cháu vừa nói không? À vâng, cháu Yến con bố Mạnh, con mẹ Yên. Bác ngủ bác không nghe máy không? Vâng, anh ơi, có cháu Yến con bố Mạnh ở Quảng Yên đấy, thì nó cũng không biết số của anh và cũng không biết nhà, thế nhưng mà đang ngồi bên nhà em. Thì em sợ là không biết là người lạ hay người quen thì thôi em cứ hỏi trước anh xem là anh có tiếp không. Cháu nào ở đây hả chú? Cháu, cháu Yến, con bố Mạnh. Nó bảo là cháu ruột của chị Thu. Ở bên Hàn Quốc về ạ. Nó ở Hàn Quốc về. Anh hỏi chị xem. Sao con này nó bên nó đang ở trên chú ạ? Đây là đang bên nhà em. Cháu muốn gặp chú cô cháu có việc thì nó bảo là có việc thì anh có tiếp không? Chú có tắt máy thì đã nhé. Vâng, xong có gì anh gọi lại nhé. Cô. Đấy cháu thấy chưa? Cháu. Cho nên nói thật sự cháu là bác từ rất là nhiệt tình, hiểu chưa? Thoải mái thôi nhưng mà vấn đề người ta thì có nghĩ như mình không? Đúng rồi. Đó. Thế mà đấy, con là như người khác mà mong con khi sự chứ mà cháu nó sang đây. Dạ vâng. Có thế. Đó. Thế mà đây lên chứng cẩn thận chứ họ
mà đã nói rõ là phải cháu ruột của chị Phương, tức là vợ của ông ấy, đúng không? Cho nên là cuộc sống sống nước không? Sống nước không? Chứ chú thì thoải mái, là không biết là gì. Làm việc lâu ấy ạ? Muộn ấy ạ? Đây là cũng chưa muộn lắm đâu, thì đây là khách sạn của cháu. Đây là nhà nghỉ mà, khách sạn. Ừ. Thế thì đây là rỗi thì mình cứ làm được cái gì thì mình làm, cho nó vui phần. Sao bây giờ còn đi chơi hả? Chạy áo đi bộ. Đi bộ đi hả? Ok. Về trước 12 giờ nhá. Dạ. Đấy, bác bây giờ là gì, là muốn may và mở mấy cái miếng nó dày như thế nào, nhưng mà đây là cái máy của Trung Quốc, nó lại phải để dân dụng, mà cái này nó phải lá, phải đồ, phải may ra. Đấy là cái ấy này là... đây đây là cái khẩm để chân bằng xe này, mình muốn may cái miếng băng dính vào để đặt lên cái nền kia, không đề đang nhiều cái chân vịt nó còn thấp mà nhồi và mãi không được cái này. Bây giờ đây là cơ cố của cái sức của nó, đáng nhẽ là nó không sản xuất được từng cái loại này, nhưng mình thì lại cứ muốn cố. Ôi trời ơi, dừng chết rồi cả, thấy chưa? Đấy, bởi vậy nên là một cái loại đó. Nhưng chắc cháu việc có việc quan trọng đấy. Mà sao đi một mình cũng xa đó. Chúng đi xa không? Cũng có thể đã có đang hoàn cảnh làm việc rồi. Chắc làm thế. Nhưng mà mọi thứ đều bình tĩnh cho ạ. Cuộc sống mình là cháu còn sức khỏe, còn trẻ. Cháu đi xa này, vàng hiển tiền này cho anh, cho mẹ lừa đảo cháu, và đánh đập cháu đủ nữa mà. Thế đó, như cháu cầu kiếm cô cháu. Thấy chưa? Thấy im chưa? Thấy một cháu thì là phải tự tỉnh. Một phần hợp tự. Hay là có thể như là sẽ điện về gia đình cháu. Đúng rồi, hỏi gia đình cháu, anh cháu đánh cháu. Đó, thế là có thể là không đứng được 100% và các bứng một phần sẽ liên lạc với gia đình cháu để xem là tại sao là cháu lại đột xuất xuất hiện ở đây. Đấy, thế xong ở nhà lại sẽ có người sẽ nói ý kiến này ý kiến kia. Nhưng mà thôi kệ thôi, cuộc sống cứ bình tĩnh cho. Đó. Thì gặp cháu lần đầu tiên thì bác nghĩ rằng là đây là con người với con người, chứ bác như là con cái bác thôi. Cứ bình tĩnh. Nếu có khó khăn gì mà có thể bác giúp được thì giúp cho. Đúng không ạ? Thế sang Hàn Quốc bây giờ cháu đã đi về hẳn chưa? Tức là cháu đã có cả cái tịch bên kia rồi, có nghĩa là cháu sẽ có thể chủ động được. Ok, thế tốt rồi. Thế nhưng bên kia cháu đã lấy hay thành lập gia đình chưa? Cháu cũng có gia đình rồi. Gia đình ở bên kia hay ở bên nào? Ở bên kia. Nhưng mà người Hàn Quốc hay người mình? Người Hàn. Người Hàn. Thế có những cảm ngại nhất định. Vì nó là cái phong tục tập quán. Xong về nhanh đi cháu ơi. Vâng, nhanh cháu lấy là... một chai nước nhá. Ừ, cháu lấy rồi rồi bác. Để chai. Không thấy mở cửa, hai này có điện gia đình, gia đình nó cháu cháu thì không mở cửa cho cháu. Đấy, thấy chưa, bác dự đoán thế như là ra các dự ấy nhỉ. Cháu lấy hai chai. Ừ, cháu lấy cho bác đi. Nhưng mà lần sau về sớm nhất mà không cho vào đâu nhá. Phải về muộn. Đi gì không chơi một tí ra về. Mấy em đi công tác, nó nghỉ ở đây. Nhưng mà mấy em rất ngoan. Qua đêm nếu mà phòng một giường thì chỉ có 250.000 thôi. Thì việc.
Rẻ hơn ngoài Hoàng Liên một con. Rẻ hơn Bình Sơn. Vâng. Nói chung là mình cứ rẻ một chút là khách đến hơn. Người ta ở hàng nửa tháng, một tháng. Có còn mấy người chú cũng làm tính từ có tính chất rồi. Được thêm hay nào thì vui thế đấy. Cái lương hưu của mình cũng nợ quá. Cái công nặng này đó. Mấy đứa ở đây cũng thích cũng đi đó. Thế thì ở nhà Quảng Yên thì là cháu còn đấy là bố mẹ hay là anh chị em? Có cháu mất rồi, mẹ thì đi với chồng. À, thế thì vậy. Trai thì ở... Thế thì ở Quảng Yên bây giờ nhà là nhà gốc của đứa mẹ hay là nhà? Chính là gốc đấy thì là của các cụ ạ. À. À, chứ còn bây giờ... Thế nhưng mà ai trông nhà ở cái nhà đấy? Anh trai cháu. Anh trai gì? Thế nhưng mà về anh trai chắc là lại không bằng lòng cái điều gì đó. Và anh ấy ra trưởng. Thế, thế mới thành vấn đề. Anh ấy ra trưởng, anh đánh vợ đánh con. Chứ đáng lẽ ra thì em gái mình về đúng không? Vâng. Thì dù là cháu thì chắc không định ở Việt Nam đúng không? Cháu thì đi cần về, nhưng bây giờ tiền của cháu gửi về cho mình ăn ngay cháu. Bây giờ đứng tên đất là bây giờ lừa đảo cháu, đứng tên đất. Ờ. Thôi bây giờ cháu về cháu đòi không trả cháu, phải đánh cháu đuổi nó đi. Ờ. À, lại còn thế nữa. Còn xong bây giờ là muốn nói đúng hơn là nhưng mà khi những cái lần gửi tiền về thì cháu gửi qua con đường chính xác hay là gửi bên ngoài? Gửi qua một năm thứ nhất là ngày xưa thì gửi qua bưu điện, còn bây giờ gửi qua văn tinh ở trên máy. Ừ, tức là nói là để nó có cơ sở không? Cơ sở bây giờ khó ạ. Bởi vì nếu gửi qua văn tinh là nó có tài liệu. Nhưng mà nếu còn gửi qua bên dịch vụ bên ngoài thì có anh người ta sẽ từ chối. Đúng chưa? Thì nó không có cơ sở. Con gửi về con bảo là mang tên mẹ ạ. Xong rồi con về con lấy cho dễ. Nhưng mà mẹ lại lừa của cháu là mang tên của ai đến từ đâu. Đấy. Cái vấn đề bây giờ kinh tế tiền tài giờ nó nhiều vấn đề lắm cháu ơi. Cái tư tưởng làm cho cái. Bác ơi, bác gọi điện xem có mở cửa không thì muốn mở con chờ chứ bây giờ. Cháu không nên là dục vãn nữa. Bởi vì này. Nếu như bởi vì giữa gia đình nhà đấy với lại bác nhá, là người ta rất biết là bác là người kỹ đích, mà bác đã giúp như cháu như thế có nghĩa rằng là người ta phải có trách nhiệm trả lời, mà người ta đã không trả lời có nghĩa là người ta từ chối, có hiểu không? Cho nên bác không cần phải gọi điện lại nữa, mà cháu chịu khó cháu chờ một lúc nữa đấy, để nếu như người ta liên lạc nọ kia đó. Thế thì người ta sẽ nói chuyện với bác sau. Chứ bây giờ mà bác việc gì mà bác lại phải gọi lại nữa. Bởi vì đã hiểu ý nhau rồi, đúng không? Đó, lại là cái điều thừa thãi. Thì ngày xưa thì cháu ở bố, thì bố cháu tàn bạc. Bây giờ là nếu không... cháu bỏ bố cháu để đi tại trai. À, xong rồi mà bố cháu mất lâu chưa? Bố cháu mất được cũng phải 7 năm rồi. Mới có gần 1 năm thôi á? 7 năm. À, 7 năm. 7 năm thì có nghĩa là vào khoảng 2017. À. Thế nhưng mà mẹ cháu thì coi như là đã đi cũng nữa rồi. À. Có... Xin như đi bước nữa là ở nhà khác rồi đúng không? Nhà tiền của bọn cháu gửi về. Không, nhưng vấn đề là cái chuyện gửi về thì sử dụng thì bác chưa quan tâm. Vâng, nhà ngoài đấy, nhà ngoài ở mới lại bố giữ cháu rồi. Ừ, đấy, nó thì xong là bây giờ cháu đòi tiền, do bảo là cháu nó nọ kia trả, xong giờ gọi bố giữ với anh trai để đánh cháu ấy. À, lại cả bố mẹ lại cả mẹ lại đánh nó. Thế thì nói chung là cái cách ứng xử như thế thì nó chưa hợp lý lắm. Bởi vì á, dù sao thì cũng cứ nói với nhau bằng lời đã nhỉ? Con nghĩ là chỉ nên nói thôi, không nên đánh. Ừ, còn đánh thì không nên, bởi vì á, đánh nó lại liên quan đến vấn đề pháp luật đấy, chứ không nói chuyện chơi được đâu nhá. Vâng. Đó. Nói gì thì nói chung là Việt Nam mình bây giờ về tôn trọng pháp luật là cũng tiến bộ nhiều rồi, chứ không phải là những cái thời nông văn rèn phong kiến ngày xưa đâu. Vâng. Đó, cháu yên tâm là như thế. Xem lịch sử.
Nhưng mà lại mất rất đều nghĩa, xem chưa đều các tóc đang để cái lớp này là cái lớp sự hơi to hơi thừa chưa chắc là vậy chỉ to thì phải để được đấy để gọi lại cho tôi xem em nghe anh ơi. À vâng, vâng chị ạ, vâng ạ. Dạ. À thế ạ. Dạ, dạ, vâng, vâng, em cũng hỏi qua cháu rồi. Ừ, thì... Không, thì nó nói là cái hoàn cảnh là bây giờ mẹ về thì nói chung là mẹ rồi anh trai rồi nói chung là còn đánh. Đánh đập rồi lấy tiền rồi không vì tiền nó gửi về rồi các thứ này khác bây giờ lại không nhận rồi đánh đập rồi đuổi nó đi. Vâng. Và thôi được rồi, cứ theo ý các bác thôi, và em sẽ trả lời cháu, và nhá, và mời anh, và mời anh chào. À, bác không mở cửa? Từ chối. Và nói thẳng là không có đứa cháu như thế. Thế thì có nghĩa rằng là về phe mẹ cháu. Không, về phe của anh trai cháu. À. Về phe của anh trai cháu. Ừ, thì về mẹ cháu mà theo phe anh trai cháu. Thì bây giờ về theo phe anh trai hay mẹ cháu thì cũng là một phe hết cả. Đó, và đó, trả lời rõ ràng như thế. Nhưng tại sao cháu lại lên bơi muộn? Đáng là cháu lên bằng là người ta đang đóng cửa. Xong cháu vào. Ừ, cháu hay hơn. Thế bây giờ người đợi cái lúc mà người ta lại đắp cửa rồi. À, thì cháu cũng vừa đánh xong. À. Thế sao giờ... nào gọi điện về nói chuyện với anh cả? Đấy, cái đấy thì chú... Anh cháu thế này nó điêu cái thường rồi. Nó thật sự là bác là công an, bác phải hưu. Cho nên nghe thoáng qua là bác đã đoán là diễn biến nó sẽ xảy ra sẽ như thế nào. Là mình đoán là về mặt tâm lý rồi nọ kia là cũng tương đối là... chính xác đấy. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. À? Ừ, không có gì. Cháu cảm ơn. Ừ, anh chẳng đi đấy. Thế có phần hỗ trợ gì nữa không? Dạ, thôi. Nhưng mà bác hay không biết cháu thì không biết. Ừ, thôi được rồi. Ừ, thì tiểu phó cứ bình tĩnh giải quyết cháu nha.